hôm nay mình phát hiện ra một cái hang chuột. Ở đây nè, không biết sao mà nó đào từ cái lỗ gì á. Đây là nãy mình dẹt ra nè, lấy cục gạch mình dẹt ra nè, lấy cục gạch này là mình kéo ra dẹt ra nè. Giờ á mình phát hiện ra nó nằm ở đây trong cái bức tường này. Thì bây giờ mình sử dụng cái bẫy chuột của mình nha. Cái bẫy chuột này là lâu quá rồi nè, mình đặt chuột cũng nhiều rồi. Đây mình để mồi, mồi này là mồi trứng ha. Bỏ mồi trong đây nè, trong đây con mình ăn hộp vịt lộn rồi mình bỏ vô luôn với trứng chiên ha, bỏ đại vô mình nhẫn ra nhử mồi. Nếu mình nó ăn là nó sẽ qua bên đây để ăn thêm miếng này nữa, nó dính bên đây luôn. Chỗ này là cái chỗ để mình mở ra ha. Đây nè, mình gạt lại ha, giờ mình đặt đi. Mình để đại vô đi, giờ nó vô thì dính thôi. Chút xíu mình ra mình thăm ha, coi nó có vô không. Rồi vậy đi, bây giờ mình với thằng con mình đi thăm bẫy chuột nha. Đây con mình lại bẫy cho chuột coi có không. Hiện tại là bên đây chưa có gì đúng không. Ừ. Đi qua đây coi kiểm tra nè. Bà nghe tiếng động. Nghe chết rồi kìa. Con có nghe không? Nghe. Mình kiểm tra. Bà mới nghe tiếng. Yêu. Ừ. Con chuột trù gì nè. Kìa. Ừ. Một con kìa. Một con đó vô hả? Nè, nó đây nè. Hả? Ừ. Nè. À, nó là ở đây. Con này nó hơi khó vừa một chút. Kìa hả? Kìa nó nè. Đó, nó thấy không? Đó đang ngồi hả? Kìa, nó đang trong đó đó. Dạ. Ừ. Đây có chuột nè. Nhìn có thấy, con thấy không? Thấy. Đó, nó chạy cái này nè. Chạy. Hả? À, lấy cái đầu xích ra, nó hôi. Con này nó hôi dữ lắm. Ừ. Con này là con gì vậy? Chuột trù hả? Ừ. Chuột trù sao giống như đây nè. Để đó, hồi mình đặt tiếp. Đây nè. Đây. Nó đông tiêu rồi, trốn rồi nè. Nó trên đây nè. Ê, nó hôi, đừng có đụng nó. Đừng có đụng nó hôi lắm. Dạ hả? Nó đông tiêu rồi, nó trốn rồi. Nó trốn ngược lại hay gì thôi. Nó trốn ngược lại. Dạ hả? Này, chạy nó đi. Đây, nó còn trong đây. Nó trốn ngược lại trong này nè. Camera mình khối dồn nó. Cái màu nó tiệp. Tiếp với cái màu camera. Cái chuyện nó chạy ra bây giờ. Chạy đi, chút xíu mà mình kiếm con khác đây. Một con vô rồi ha. Rồi để chạy nó đi. Rồi. Đây bắt đầu. Một em. Đó. Rồi nó trốn nữa rồi. Rồi kệ nó đi. Rồi, chút xíu mình ra mình thăm tiếp. À, đi. Ừ. Đi vô nghe. Ừ. Được chưa? Được. Nè, con mình nè. Thêm một con nữa. Đúng rồi. Rồi chút xíu mình ra thăm tiếp nha. Ok. Ừ. Ok. Ừ. Rồi, vậy ha. Rồi, thôi. Ba còn cái chuồng nữa hả? Không, có một cái chuồng nè con. Hả? Con cái một à. Sao vậy? Con cái à. Rồi, vậy thôi mình vô ha. Nè, đây là cái đồng ruộng mênh mông bát ngát. Đồng ruộng á, thấy không? Thấy. Rồi, vậy thôi mình đi vô ha. À, đi vô nè. Ủa? Ừ. Sao có tiếng chuột mà nhỏ vậy? Rồi, thì con chuột đó, nó kêu chí chí thôi nghe không? Nè. Rồi, đi vô. Chuột này là chuột gì đó hôi vậy? Ừ, chuột hôi á. Rồi, bây giờ mình đi sáng rồi, đi thăm chuột đúng không? Ừ. Sáng rồi, bây giờ mình đi thăm chuột đúng không? Ừ. Rồi, giờ đi kiểm tra ha. Còn có dính còn gì không?
kìa. Coi chừng thôi á. Trời ơi, phụ giật mình nó luôn á. Vậy hả? Rồi có con gì? Đâu giờ khác nè. Chuột chù á. Chuột chù nè. Ừ, cũng có con chuột. Vậy là có một con chuột, có một con chuột đó rồi đúng không? Đúng rồi. Ừ. Chuột nó cắn, nó cắn không? Nó không có, có cắn đâu. Nè, dạ, không cắn đâu phải không? Ừ, tại vì cái mũi của nó, tại cái mũi của nó đó không nó ăn được, tại cái con chuột chuột này không có miệng. Lấy cái này, có miệng á con. Nó có miệng á, nó không có miệng sao nó ăn, biết chưa? Cái miệng nằm dưới á, nó cái lỗ mũi nó đó. À được rồi, cái chuột nó hôi lắm, được chọc á, kệ nó. Sao vậy? Chúng còn một à. Nói chung là không có dính nữa. Sao không dính nữa vậy? Tại vì không có dính nha, nó còn một à. Thôi đi. Để đi, xin giúp xử lý sao ha. Rồi để đó đi. Mình đặt tiếp ha. Sao đặt tiếp? Ừ. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Chuột chù nè, nè, rồi đi nè. Thôi, đừng, đừng. Để nó đi con, nè. Con thả nó ra được không? Này, đặt chơi cho vui đó, phải không? Rồi để nó đi rồi, hồi tự động nó bò ra, biết không? Sao vậy? Kệ nó. Mình chú ý mình bắt chuột kia mà chuột kia nó không dính. Nè, bà chỉ cho nè. Con muốn thả nó ra, con lấy cái này kê vô. Tự động nó bò ra, rồi. Làm cho nó có cái đường đi á. Rồi vậy ha. Rồi được rồi, được rồi. Được rồi. Được rồi. Rồi đi ra nè. Chuột. Mày hả chuột đó. Chuột rồi, chuột rồi. Rồi được rồi, đi vô nè, đi vô đi.